Xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài truyền ABC TV và ủng hộ cho các cơ sở thương mại. Quay trở lại với phần tin tức là bản tin về việc Tổng thống Nga Putin và ông Tập sắp họp bàn về Ukraine và Đài Loan. Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thảo luận về Ukraine và Đài Loan tại một cuộc họp ở Uzbekistan vào ngày 15 tháng 9 mà Điện Kremlin cho rằng sẽ có ý nghĩa đặc biệt đối với tình hình địa chính trị. Ông Tập sẽ rời Trung Quốc lần đầu tiên sau hơn 2 năm để thực hiện chuyến công du tới Trung Á trong tuần này, nơi ông sẽ gặp ông Putin, chỉ một tháng trước khi ông củng cố vị trí của mình với tư cách là nhà lãnh đạo quyền lực nhất của Trung Quốc kể từ thời Mao Trạch Đông. Hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận cả về chương trình nghị sự song phương và các chủ đề chính của khu vực và quốc tế,